Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Phi Vũ Audio. Thì đã lâu rồi Vũ không có làm video cùng mọi người. Thì cái video hôm nay là rất là đặc biệt, đó chính là Vũ sẽ giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm mới mà hiện nay thị trường Việt Nam chúng ta vẫn chưa có ở Việt Nam. Và trước video này thì Vũ xin gửi lời cảm ơn đến anh Hải Phạm ở Mỹ đã giúp Vũ có được cái video ngày hôm nay và có một sản phẩm để review cho các bạn và cùng trải nghiệm với sản phẩm mới. Đó chính là mẫu Evers 8 của thương hiệu Electrovoy. Đúng ra là ngày 20 tháng 12 sẽ có hàng, nhưng mà anh đã order trước đây khoảng 3 tuần với Phụ khá là lâu. Và hiện tại cái sản phẩm này đang rất là hot tại Mỹ, và cái sản phẩm này phải reorder bên đó, nên là hiện tại là Việt Nam chúng ta vẫn có chưa nhà bán. Mà thì theo Vũ nghĩ nha, nếu mà sớm nhất á, thì Việt Nam chúng ta có thể là có trước Tết, vào rơi vào khoảng tháng 1. Nếu mà trễ thì mình nghĩ là sẽ qua Tết sản phẩm này mới có ở tại thị trường Việt Nam. Rồi thì mình đi đến cái chủ đề chính, thì Vũ sẽ review các bạn về sản phẩm này. Thì đầu tiên là mình sẽ cùng mọi người mở cái thùng này ra. Thì thật ra cái sản phẩm này là Vũ đã nghe và đã check rồi và đã mở thùng rồi. Đó, nên mà vì Vũ đã nói là nhờ khách hàng mua giùm, đem Mỹ về, xách tay về, thì mình muốn có một sự chân thật và nó rõ ràng đến những người đang xem video của Vũ. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở ra, mình sẽ cho các bạn coi thông số sau ha, và giá tiền mình sẽ coi sau. Mình sẽ coi về thiết kế mẫu mã của con này. Hôm nay mình quay ở ngoài ngoại cảnh tí xíu, nên là Vũ muốn thay đổi không khí để mà cái tinh thần mình review cho các bạn nó thoải mái hơn. À, ok, bạn có thể đứng lên giúp mình ha. Thì đây các bạn, đây là khi mà anh gửi về rồi chi phí như thế nào rất là rõ ràng. Anh Hải Phạm đấy, anh Hải Phạm là khách hàng của mình, cũng như là anh Phong. Đợt trước là anh Phong cũng mua giúp Vũ cái R8, thì đợt này là anh Hải mua giúp Vũ cái con loa này, và anh Phong cũng đang mua giúp Vũ cái con màu trắng. Thì vì con này có phiên hai phiên bản màu trắng nữa đấy. Và Vũ chuẩn bị đầy đủ để test âm thanh rồi check sound, check micro cho các bạn đây. Đem những dụng cụ để đây để review đầy đủ, chân thật nhất, để các bạn có thể có cái nhìn tổng quan một sản phẩm chuẩn hơn. Đây các bạn, đây là cái sản phẩm mà anh Hải mua cho Vũ đây. Đây, gửi về Thiên Vũ Audio này. Đấy, số điện thoại nè, là thuế sản phẩm này được gửi bằng đường bay về nè, thuế đồ đầy đủ hết nè các bạn. Mình mua giá lẻ ở bên Mỹ nha các bạn, nên giá thành sẽ khá cao, còn giá ở Việt Nam thì hiện tại thì cũng chưa có nắm. Đấy, rồi mình đi đến review thôi. Đây, nó hơi thùng hơi nhiều. Thì trong cái thùng này nè các bạn, thì nó sẽ có một cái cuốn catalog. Thì bản thân Vũ cũng chưa có mở ra nữa, mình mở cho các bạn xem luôn. Đấy, đấy. Thì đối với con này là có thể điều khiển qua điện thoại, nên các bạn có thể tải cái app này, quét mã QR code này rồi các bạn có thể tải về. Đấy, để mà review mà đầy đủ cho các bạn, mà có đánh giá khách quan nhất và review sâu cho một sản phẩm, thì Vũ phải mất thời gian để mình check nó, rồi mình test nó, mình nghe nó, mình làm về nó mọi thứ ha. Cái này mình không có gì để nói. Đây, ở như vạch nên là các bạn, cái con loa này là các bạn, tại sao nó lại để như vậy, thì chút nữa Vũ review Vũ sẽ nhấn mạnh các bạn ở điểm này, là cái khả năng của cái con này, nó có display riêng, nó rất là quan trọng các bạn. Ở đây nó hơi sáng nên thì hơi bị chá nắng, các bạn thông cảm cho Vũ ha. Rồi, ok, mình đi qua đi. Rồi, rồi, ok. Rồi mình lấy cái loa, cái tính gì tính. Vũ sẽ lấy đại ra nha các bạn. Đây, này là Vũ đã mở rồi nha. Đây, ok. Nó hơi cọc cần xíu. Rồi, ok. Thì đây, bạn hãy ngồi xuống đi, cho các bạn cameraman đỡ. Đây, trước mặt các bạn đây chính là dòng Electrovoy Evers 8. Đây là một dòng ra mắt và nó đã được giới thiệu cách đây khoảng một tháng, và khoảng 3 tuần gần đây mới có hàng bán tại Mỹ, và hiện tại hàng đang rất là khan hiếm ở tại Mỹ luôn nha các bạn. Mình cũng rất là may mắn khi mà anh Hải Phạm order được cho Vũ được một con như thế này và về sớm hơn so với dự định. Hiện tại nếu mà mua ở bên đó, hiện tại vẫn chưa có, vẫn phải chờ reorder nha các bạn. Đó, các bạn thấy đầu tiên đây là một con loa di động tích hợp pin giống như
đàn anh đi trước, đó chính là Bose S1 Pro, rất là nổi tiếng cũng như là rất là nhiều sự đông đảo của các bạn và người chơi loa di động biết đến. Với cái con này thì thật sự là Bose sẽ một phần sợ vì cái line sản phẩm của LV đợt này ra đánh vào phân khúc này thì nó là một đối thủ trực diện, cũng có thể nói là gọi là trực diện với Bose, vì tính năng nè, về công năng nè, về thời lượng pin nè, về chất âm nè, thì Vũ đã test nó rồi và có rất là nhiều cái khách quan cũng như là cái chất lượng nó nhỉnh hơn Bose, nhưng mà để mà so sánh đó thì hẹn các bạn trong video lần sau Vũ sẽ so sánh và test thực tế cho các bạn thì cho nó cụ thể hơn, nó đầy đủ hơn. Còn bây giờ thì mình đánh giá về tổng quan và những cái tính năng của con loa này đấy. Rồi đây các bạn nhìn về thiết kế các bạn thấy không, đấy mình xoay một vòng cho các bạn xem nha. Về kích thước tổng quan thì con này nó có size to hơn Bose một chút xíu về độ cao và độ ngang thì như nhau, nhưng mà về cao độ thì cái con chiều cao nó sẽ cao hơn so với Bose đấy. Và với một củ loa, một củ driver, một củ loa 8 inch các bạn và một củ strap đó. Đây về đây phê vần ly căng mình đây có một con lô, nên nhìn cái con phần nhựa các bạn rất là chắc chắn các bạn, khi mà chúng ta cầm trên tay cái phần nhựa nè cực kỳ chắc chắn luôn các bạn, nói chung là rất là chi tiết, rất là đẹp. Nó sử dụng nhám nha các bạn. Đấy đây còn phần lưới, đây là phần y căng của nó. Và y căng nó sẽ có hai thành phần, một là cái thành phần này là phần lưới y căng bằng kim loại để thứ nhất là về thiết kế, hai nữa là về bảo vệ cái driver lo, một cái nữa đó chính là một phần y căng phụ là bên trong là cái phần màng lưới đó các bạn. Màng lưới này thì màng lưới này á nó có nhiệm vụ là vừa tán âm cho các bạn mà vừa là một vấn đề để giải quyết cho các bạn về vấn đề chống nước, tại vì khi giọt nước chúng ta bắn vào á, cái lỗ nó quá to thì nước sẽ thả xuyên thấu và sẽ văng vào trong, và cái lưới bên trong nó sẽ có nhiệm vụ là cản lại và chia nhỏ cái tỷ lệ giọt nước ra và nó sẽ có thể rớt xuống, nhiễu xuống và nó sẽ không ảnh hưởng bắn thẳng vào trong driver của lo, nên cái phần lưới bên trong nó cũng sẽ có một chức năng nha các bạn, các bạn sẽ hiểu như vậy. Rồi ở đây nó sẽ có một cái đèn thông báo tín hiệu là on off, đây để Vũ bật lên cho các bạn xem. Đây, mọi người chờ Vũ xíu. À, trước khi bật lên Vũ cho các bạn coi này. Đây. Đây là cái bộ display ăn tiền của con này. Rất là xịn sò. Đó, các bạn thấy chưa? Một màn hình LCD, một nút control. Đấy. Hai đường, ba đường input, trong đó có thể là stereo 3.5 hoặc là kết nối Bluetooth, nên mình sẽ bỏ ra cái đường này. Thì con này cũng giống như S1 Pro thôi, thì nó sẽ chỉ có một đường input là nhạc cụ hoặc là micro. Đấy. Canon và Sony đều được nha các bạn ha. Rồi, và hỗ trợ được 48V thì nó chỉ hỗ trợ được một ngõ thôi các bạn ha. Con này có hỗ trợ 48V nha mọi người ha. Những cái mic condenser thì chúng ta sẽ sử dụng này. Đó, và một ngõ mic out phát quyết và một ngõ sạc 5V DC. Đây các bạn. Và một cái nữa chính là các bạn thấy ở đây không, DC Power Out 12V 500A. Thì cái này á nó là một thiết bị ngoại vi mà hãng muốn đưa đến cho người dùng, đó chính là nhiệm vụ nó là sẽ cung cấp nguồn cho những micro có receiver không dây, ví dụ Shure, Sennheiser, những bộ micro hoặc là những micro mà chúng ta mang theo cần phải cắm điện thì chúng ta có thể cắm trực tiếp từ đây đi lên trên đây luôn, là chúng ta sẽ cấp nguồn được luôn, rất là hay. Như vậy chúng ta sẽ không cần phải cắm điện cái con micro chuyên nghiệp nữa, chuyên dụng nữa đó, và cái công tắc nguồn chỉ có vậy thôi. Rồi ok, rồi mình sẽ bật công tắc lên để cho bạn coi sao, sau đó mình sẽ quay qua phần review. Đây thì như nãy mình có review thì cái phần công tắc này nằm dưới đây để báo đèn cho chúng ta, là mình tắt đi nha. Đấy, bật lên đó, nó sẽ sáng và nó báo đèn. Rồi bạn có thể coi phía trên nè, bạn có thể quay phía trên đi, mình đang nói về giao diện trước. Mặt phía trên các bạn, đây là phần tay nắm. So với 41 Pro thì con này nó hơi vuông cạnh hơn, đường cong của nó ít đường cong hơn, đa phần là nó vuông góc nhiều, nó không được bo nhiều. Và tay nắm thì nó cũng được khắc trực tiếp lên cái phần nhựa này là Electrovoy. Đấy, một cái logo. Đây là nhìn phía sau tổng thể các bạn nhìn đây nè. Nó cũng có một cái giác góc giống như là Bose S1 Pro. Đấy, một bên đây á các bạn có thể dùng để làm monitor. Đấy, về thiết kế.
đó. Và bên đây chính là phần mixer DSP. Đây mình cầm trên tay nó cũng tương đối nhẹ các bạn. Đây mình sẽ xách cho các bạn thử xem. Đây. Đấy các bạn thấy không? À, tương đối nhẹ. Nhưng mà khi mà chúng ta cầm trên tay nó rất là đầm và rất là chắc tay nha mọi người. Đấy, rất là chắc tay, rất là đầm tay. Đấy. Rồi. Mặt dưới của nó có gì? Rồi, mình sẽ cho các bạn coi mặt dưới. Mặt dưới của con loa này á sẽ có đầy đủ thông tin của hãng và cái tem từ cái về độ hoàn thiện nha các bạn, từ cái con ốc vít, từ cái những khe hở, những cái đường viền như thế này, ốc vít bắt như thế nào, cái độ hoàn thiện của sản phẩm ra rất là cao. À, từ nhựa nó cũng rất là sắc nét, chữ in trên cái tem này rất sắc nét. Thật ra chúng ta đánh giá về một sản phẩm mà biết là cái sản phẩm có chất lượng không, chúng ta đánh giá rất là nhiều về khía cạnh, nào là chất lượng sản xuất nè, nào là cái sự tỉ mỉ của sản phẩm nó ra đưa đến tay người dùng. Và sản phẩm này hiện tại là thương hiệu của Mỹ và lắp ráp vẫn là lắp ráp tại China nha mọi người nha. Rồi lưu ý với Vũ ha. Và chúng ta có một cái lỗ để chúng ta cắm những cái trụ ba chân vào, C-box vào. Và cái này chính là cái phần pin của hãng. Để mình mở ra. Cái phần pin này nó rất là hay. Nó không cần phải, chúng ta không cần sử dụng vít so với bô, mà ở đây chúng ta có thể chỉ cần lật nó lên thôi. Thì chúng ta có thể xoắn bằng tay. Rồi. Mình sẽ đi từng phần nha. Đấy, pin, để mình lấy pin để cho các bạn coi nha. Rồi, rất là nhẹ nhàng, phụ nữ hay là các chị có thể mở rất là dễ dàng. Không cần phải dùng những thiết bị vít hay là vài VVH so với bột là nó lợi thế phần đó. Và ở đây chúng ta một cái lãnh đây các bạn. Cái lãnh này nè, là nhiệm vụ khi mà chúng ta mở này ra, chúng ta không có thế hoặc chúng ta một á, giật lên. Thật ra nó cũng khá là nhẹ. Nhưng mà chúng ta có cái lãnh này chúng ta giật lên. Đấy, chúng ta lấy pin ra. Rồi mình sẽ cho các bạn coi phần pin. Rồi, đây chính là cái viên pin của EV. Đấy. Về phần thiết kế pin đó các bạn, mình thấy cái viên pin này easy, cái y chang cái con 4X1 Pro á. Nhưng 4X1 Pro thì cái nền pin nó bự hơn, cái bản pin bự hơn, cái từ cái sắt socket đến cái chất liệu nhựa nó tương đối là giống 4X1 Pro, nhìn rất là hoàn thiện. Và cái viên pin này các bạn thì các bạn có thể mua thêm. Đó, thì ở đây nè, nó có ba con vít ở đây. Nếu chúng ta mua thêm, hoặc là lỡ trường hợp sau này chúng ta sử dụng cái chai pin 2 năm, 3 năm, 4 năm, có chai pin thì chúng ta không cần phải mua cái này nữa, mà nó họ thiết kế là như vậy, chúng ta xả con này ra, chúng ta thay cái cục này và chúng ta gắn lại chung với cái nắp này. Đấy, và chúng ta gắn đưa vô lại. Và cái việc mà cái bố trí pin như thế này á, thì rất là dễ, không có thể nào cái hướng pin nhiều khi các chị á, mà xài á, thì sẽ không biết cái cách gắn pin nó như thế nào, hay là phụ nữ xài á nó khó. Thì nhưng mà cái này, thiết kế này thì chúng ta cứ đúng vô ngàm thôi, cứ vô ngàm là nó sẽ vô pin thôi. Đấy, mình sẽ nhấn mạnh vào nha. Đấy, rất là chắc chắn, các bạn thấy thao tác rất là dễ dàng đúng không ạ? Đấy. Video này sẽ hơi lâu vì Vũ muốn review một cách thật nhất, giống như là các bạn đang đi tìm hiểu sản phẩm vậy đó. Đấy, rồi ok, xong gập vô như đây gọn. Rồi, chúng ta có thể đứng về cách bố trí để ngã ra. Đó, được hả các bạn? Đó, hoặc nếu chúng ta dùng cái loa này sử dụng làm monitor thì chúng ta có thể để ngã ra cái cạnh này. Vẫn theo form của hãng các bạn. Đây, nó có chân trên đây các bạn. Đây, có chân ở đây. Đấy, nó có chân. Đấy, cái viền chân này là nhiệm vụ nó để làm cái mấy cái form hãng đây. Rồi, chúng ta để nó không chạy cái bằng dưới loa. Rồi. Đấy, như vậy là các bạn đã thấy được cái tạo sự tổng quan của cái con này. Để mình ngồi xuống nha các bạn, để mình đứng ngoài mỏi chân lắm. Rồi mình sẽ bật nguồn lên. Hầu như á, cái con EV8 này á, thì nó tích hợp, nó lấy tất cả mọi chức năng từ đàn anh, như là Electrovolt 30A, đưa nguyên một cái hệ thống DSP về cái con này. Nên về nói về góc độ mà tính năng á, thì nó đang so với BOSS 1 rồi, chắc mọi người cũng đang thắc mắc. Thì về tính năng nè, về effect nè, về hiệu năng hiện tại nó đang hơn BOSS 1 rồi rất là nhiều. Về mọi thứ, về cân chỉnh, nó cho khách hàng, nó cho các bạn can thiệp sâu hơn. Ví dụ như các bạn mà đi chơi hát band nè, đi hát mà thích karaoke nè, hoặc là thích hát chuyên nghiệp nè, nó cho mọi người cân chỉnh sâu hơn. Ngoài việc cân chỉnh bằng cơ này rất là đơn giản, thứ hai nữa là nó chỉnh trên app nữa, các bạn có thể linh hoạt, nó giống như EV 30A và nó đưa vào cái con này,
đó, nó rất là hay. Thì các bạn có thể xem cái video mà Electrovoid 30M phụ có review đó, khá đầy đủ hướng dẫn cách sử dụng mọi thứ. Riêng con này nó sẽ có một số khác biệt so với con kia tí xíu đó. Rồi, như vậy là tổng quan về phần ngoài cho đến những cái ngõ tính năng mà phụ đã review cho các bạn rồi. Thì bây giờ mình nói về cái tính năng bên trong của DSP này. Rồi, bạn có thể quay lại gần giúp mình ha. Không biết là ánh sáng có bị chói hay không, bạn cứ nói ha, thoải mái. Rồi, rồi, ok chưa? Rồi, mình thấy được màn hình LED ha các bạn. Thì cái con này á, hiện tại cái DSP đó là nó cho chúng ta ba ngõ. Thì chúng ta muốn cân chỉnh những cái con ngõ này á, chúng ta chỉ cần nhấn vào. Thì các bạn không, khi mà chúng ta nhấn đèn vào á, thì nó sẽ ra sáng của cái channel 1 này. Thì ở đây chúng ta sẽ volume đa nhiệm, một cái function nút, một nút đa nhiệm đó. Chúng ta sẽ tăng giảm cái volume của cái channel 1, sau đó chúng ta nhấn qua channel 2, chúng ta sẽ tăng giảm cái volume channel 2, rất là đơn giản. Và thứ ba nó là Bluetooth, chúng ta có thể chỉnh lớn nhỏ nhạc Bluetooth mà chúng ta muốn sâu hơn của cái con này cũng rất là đơn giản luôn. Thì chúng ta chỉ cần nhấn enter vào đó thì nó sẽ hiện thị ra là shape nè, mid nè, bass nè, rất là đơn giản, kết nối Bluetooth nè. Đấy, thì ví dụ như bass, cái phần bass này tức là chúng ta sẽ chỉnh được 3 giải. So với bow á, thì chúng ta về phần nhạc á, chúng ta sẽ không chỉnh được. Đó là một cái điểm khác biệt giữa bow và con EV, là phần nhạc là không giảm được bass, cũng không giảm được shape về phần nhạc Bluetooth của bow. Đó, về phần mid á, micro, phần mà play micro như thế này, thì bow nó chỉ cho chúng ta sử dụng là live shape và live bass. Đó, chỉnh bass và shape thôi. Nhưng mà nó cho ở đây nó cho mình sử dụng chỉnh bass, mid, shape 3 giải đầy đủ. Đấy. Rồi, mình nói về phần nhạc. Về phần nhạc thì chúng ta muốn chỉnh được những cái này cũng rất là đơn giản. Ví dụ chúng ta muốn chỉnh cái mid hay chỉnh cái bass nhiều hơn, chúng ta bấm enter vào. Chúng ta tăng lên, giảm xuống. Đó, còn mặc định của nó luôn luôn là 0 dB. Đấy. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Quá đơn giản. Rồi, các bạn đừng có nghĩ là cái con này nó tối ưu hơn so với lại những cái con khác. Đó chính là cái phần kết nối Bluetooth và thao tác kết nối cực kỳ nhanh. Đó. Đây, cái phần này á, chúng ta chỉ cần giữ là nó sẽ nhấn giữ khoảng tầm 3 đến 5 giây thì nó sẽ mở Bluetooth. Các bạn chỉ cần mở điện thoại lên là các bạn sẽ thấy được cái loa này, chứ không cần chúng ta phải điều khiển con này. Nếu là thao tác nhanh, ví dụ mình tắt nguồn đi, mình mở lên đi. Đấy. Nếu mà điện thoại nào đã kết nối rồi á, thì chúng ta cứ bấm là tự động nó kết nối. Còn điện thoại nào chưa kết nối á, thì chúng ta vừa bật công tắc lên, ta nhấn giữ lúc này khoảng từ 3 đến 5 giây nó sẽ hiện. Đấy. Đấy, nó báo. Thì cái tên của nó là các bạn, E310, tức là Evas 8310. Đấy. Tức là cái nối Bluetooth và chúng ta play thôi. Tăng volume, giảm volume. Đó. Rất là đơn giản này các bạn, thấy nó chớp chớp cái đèn này không? Đó. Là nó đang mở sóng tín hiệu Bluetooth, chúng ta kết nối vào thì nó sẽ đứng đèn, thế thôi, đơn giản. Nó cũng không phải đi vào phần mềm hay bấm, giống như cái khuyết điểm của con JBL On1 MK2 hoặc là JBL Compact, nó bị một số cái khuyết điểm là như vậy, là kết nối chúng ta phải bấm vào những cái phần bên trong như thế này. Rất hay. Thì đây một cái điểm mà có thể nói là Vũ đánh giá cao, nó sẽ giúp cho người dùng trải nghiệm nó sẽ đơn giản hóa hơn, nó không có phức tạp nhiều. Đó. Còn đối với những khách hàng chuyên nghiệp có thể can thiệp sâu hơn và một cách đơn giản với một cái giao diện rất là trực quan, thì các bạn hay là đi hát, đi diễn hay là đi karaoke linh hoạt được cái con loa này, nó khá là linh hoạt. Đấy, độ linh động của con này. Một cái nữa của cái con loa này á, chính là nó sẽ sở hữu cũng như là 30M, nó sẽ cho các bạn sử dụng hai effect. Các bạn có thể sử dụng reverb và echo cùng một lúc với nhau. Đương nhiên là echo của cái con này á, thì nó là có echo real time, các bạn có thể chỉnh được cái time luôn ha. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem. Bạn có thể gần cái màn hình để mình nói. Đây, mình bấm vô mid thì mình control cái con này, các bạn thấy nè. Đây, fx các bạn, thấy không? À, xin lỗi các bạn ha, con này chỉ có một thôi các bạn ha. Mình xin lỗi. Con này một. Cái tính năng docker này các bạn lưu ý nè. Vũ review luôn. Cái này không quan tâm nhưng mà các bạn mình nói luôn, lưu ý là cái docker này là cái tính giống như docking vậy. Trên loa kẹo kéo hay những cái loa khác á, khi mà chúng ta on cái này lên nè, thì khi chúng ta hát á thì nhạc nó sẽ bị nhỏ lại, các bạn lưu ý nha. Ở đây thì cái trực quan nó thì là chúng ta giảm phần trăm. Ví dụ chúng ta hát, ví dụ nhạc chúng ta đang phát hoặc là chúng ta phát như nào đó, thì khi mà chúng ta cầm micro nó lên thì nó sẽ giảm bao nhiêu phần trăm nhỏ của nhạc lại. Đấy, đó là volume. Khi mà giảm là giảm bao nhiêu á, nhưng mà nó hơi cụ thể tí xíu. Rồi, ok. Rồi, đây là effect.
effect thì chúng ta sẽ tăng dB lên, tức là chúng ta sẽ chọn nó là ít hoặc nhiều effect đó, tức là cho echo nhiều hay là ít echo đó, nhưng mà nó chỉ có một effect thôi các bạn ha. Rồi video mình hướng dẫn cơ bản một số tính năng các bạn rồi, bây giờ mình muốn cho cái con loa này sử dụng effect gì, nhấn vào phần master, chọn chế độ effect. Đây hiện tại hãng nó cho mình là 30 effect. Đây 30 effect, các bạn thấy 30 không? Đây đó, echo, reverb cộng à, và room nè đó, đầy đủ các bạn ha, và đầy đủ hết, chúng ta có thể linh hoạt được. Đấy, chúng ta có thể chọn những cái mà chúng ta thích. Rồi vụ tắt đi. Rồi đó là cái mà những tính năng mà cơ bản mà những con lo đang có. Bây giờ tới phần những cái hay của con này nữa nè, là nhìn trên master nó cũng giống như bô, nó chúng ta sẽ cho nó là ba line sản phẩm, nó cho, xin lỗi mọi người, vụ đó nhầm, là nó sẽ cho chúng ta ba option lựa chọn, đó chính là chế độ nghe nhạc, chế độ này chế độ nghe nhạc, chế độ là chế độ hát line là acoustic, hát band đó các bạn, đánh band đó. Đấy hộp nè, chế độ này nghe nhạc, chế độ loop là chế độ nghe nhạc ADM nè, còn chế độ này họp hành hay là thoại nè, hay là thuyết trình nè, đó nó cho mình bốn chế độ luôn nha, đó, tổng cộng là bốn chế độ, có nhạc ADM nè, có thuyết trình nè, có chơi live acoustic nè, có nghe nhạc bình thường nè, đấy là mặc định nè. Đấy nó cho chúng ta như vậy. Rồi nó có một cái phần cục đẩy power, chúng ta có thể nâng cái power, cái công suất của cái con loa lên, cái main board bên trong này nâng lên được luôn nè, nhưng mà chúng ta nên để 0 dB theo dài hạn. Đấy rồi chúng ta có thể sử dụng tripod được luôn nè, rồi sub nữa các bạn. Sub các bạn, con này nó hay nè, cái con này nó hay một cái S1RO mà S1RO đang muốn mà làm không được, đó chính là khi mà chúng ta gắn thêm một cái subwoofer vào á, thì S1RO á out dây trực tiếp như thế này và nó không có phần blocker, nhưng con này nó có DSP bên trong này và nó giúp cho con này có phần cắt blocker các bạn đó. Đó thì cái blocker này các bạn có thể cắt được, ví dụ như là khi mình gắn sub vào thì phần bass là sub đã giải quyết rồi, thì mình chỉ muốn cái con này sẽ trở thành một cái loa full, nó chỉ đáp ứng tốt cho cái dải gọi là dải mid và dải hai cái dải đó thôi, thì nó có phần cắt ở đây. Đây mình bấm lại, bạn có thể quay lại gần. Đây sub mình cắt xuống còn 100 Hz nè các bạn ha, 120, 150, và đặc biệt nữa là nó có option dành cho khi mà các bạn kết nối với những cái sub mà hãng EV này có luôn, mã sản phẩm nó đã phân tầng sẵn, nó đã rót sẵn cho các bạn, các bạn cứ hỏi mua đúng cái sub, ví dụ chúng ta muốn cái sub này nhỏ nè, LX212SB, thì chúng ta mua đúng cái sub này, chúng ta chỉnh qua chế độ này là sub, chúng ta cắm đấu dây vào là auto hay, không cần phải can thiệp sâu, vì họ hãng nó đã chia giải sẵn con này phối hợp với nào, đánh với dải tầng nào, với cái sub đó đánh với dải tầng nào, đó đầy đủ rồi, rất là nhiều cái hay trong này. Đấy, đấy các bạn không đó, ok rồi đó, mình giải thích các bạn thêm nè, đó xong rồi. Đây là phần master nha các bạn, trap nè, mid nè, bass của phần master nha, master tổng nè, rồi nó cho tam main nè, GEQ nè. Đấy cái này mới ghê nè các bạn, cái này mới ghê này, ghê này chỗ nào, chứ là cho chúng ta xử lý được từng hẹt luôn nè các bạn. Ở cái tần số là 63 Hz thì chúng ta muốn cho cái âm trầm nó mềm mại, nó sâu hay không, chúng ta tăng hay chúng ta giảm hay đang bị dư gì đó, để chúng ta tối ưu cái phần master tổng của cái con loa này, tổng các bạn, tổng thể của cái loa. Rồi sau 160 nè, đó 400 nè, 1 kg nè, 2,5 kg nè, và 6 kg nè, 12 kg nè. Đấy các bạn thấy hay không? Đây nó đưa cho chúng ta nguyên một bộ EQ trong đây luôn, rất là dễ. Cái này, cái thao tác thằng này không khó, không khó dùng nha các bạn, rất là dễ dùng. Đấy rất là dễ. Rồi mid out nè, giờ mid out thì chúng ta left right nè, ví dụ chúng ta đặt cái con này là con LR thì chúng ta chặt qua R, chúng ta link qua thêm một con nữa thì con kia nó sẽ đánh right, nó sẽ đánh chế độ stereo luôn nha các bạn, stereo có dây đàng hoàng luôn nha, đánh chế độ stereo có dây đàng hoàng luôn nha, rất là hay. Nó đánh hai con này, đánh mono và left right luôn các bạn đó, như những loa thường thôi. Bluetooth thì cái này chúng ta kết nối ngoài rồi nên không quan tâm cái này nữa, chúng ta bỏ này đi, chúng ta đi qua phần khác. Rồi led cho chúng ta là sử dụng là tối màu hay là như nào. Đấy display là độ sáng, đấy bright nè, mình giảm nè, đó, sáng lên nè, 8 nè, chưa đó, ngốn điện mà chúng ta tầm 5, 4, 3 gì là chúng ta đã thấy rồi, chúng ta tùy thôi, chúng ta không xài nhiều, chúng ta tiết kiệm.
nhưng mà Vũ để sáng đi, Vũ để 8 cho mọi người dễ review cho mọi người xem. Đấy, bắt về. Đấy, store, store là chúng ta thể ru, ví dụ như là cái loa này Vũ đem về phòng ngủ chơi, mình sẽ chỉnh một cái trap, một cái pad, một cái reverb bị phản xạ âm đi rồi này nọ, lưu về phòng ngủ, mình sẽ store nó lại, mình lưu một file lại và mình đặt tên là phòng ngủ, rồi mình đem ra bạn bè nhà mình chơi, mình cho chế độ ổn định thì mình sẽ lưu một file khác đem ra ngoài trời chơi, thì mình sẽ chỉnh chế độ ngoài trời cho pad ở ngoài trời nhiều hơn, shape ít lại xíu như nào đó tùy biến đó. Đấy, đơn giản các bạn ha, cancel. Đấy, recall là sao? Recall là cái để lôi ra, cái này cái chỉ là sell thôi, chỉnh xong chúng ta sell lại, sau đó recall chúng ta sẽ lôi nó ra. Bữa nào đi đâu đó thì chúng ta lôi ra. Đấy, lôi cái file mà mình đã sell lại các bạn. Mình Vũ bấm đại nha, room 1 rồi. Nó chỉ có vậy thôi, nó cực kỳ đơn giản. Đấy các bạn thấy không? Để display recall, standby. Cái phần standby này nó đơn giản lắm các bạn. Standby này ví dụ như là chế độ tiết kiệm pin, ví dụ trong khoảng tầm 10 phút, 15 phút các bạn không hát thì chế độ này nó sẽ trở về ngủ đông. Để tránh trường hợp là các bạn đang, ví dụ chúng ta đang uống bia nè, đang tiếp khách nè, đang nhậu bình mà chúng ta hát đường bài, chúng ta để mic lên chúng ta nói chuyện, thì cái việc standby này sẽ giúp cho các bạn rất là hay cái điểm là tiết kiệm pin, là nó không có bị ngốn pin trong quá trình, là giống như không có những tính năng đó thì nó sẽ bị tốn pin trong quá trình mà không sử dụng, rất là lãng phí thời gian pin đó. Đấy, info thì nó nói về firmware đấy của xe con này và này nọ, rồi xong x ra thôi các bạn thấy không, đơn giản đó các bạn thấy chưa. Đây là rất là đơn giản, nhỏ gọn nhưng mà khá là nhiều tính năng, thao tác dễ sử dụng cho những người dùng mà chưa có chuyên môn, mà đầy đủ tính năng cho những người có chuyên môn luôn. Thì mình thấy một con lo đối với mình thì mình đánh giá con này rất là cao, nhưng mà hiện tại là chưa có hàng bán Việt Nam, và con này là con của Vũ nhờ anh Hải mua, nên con này luôn luôn có sẵn tại showroom. Các bạn có thể đến showroom 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 để trải nghiệm, để được nghe, được hát thử mọi thứ, và chúng ta có thể so sánh với Bird 1 Pro để chúng ta có một cái góc đánh giá chính xác hơn và đúng với cái mà mình mong muốn. Ví dụ chúng ta mua loa, thật ra trên mạng chỉ mang tính chất là tham khảo thôi, thật ra Vũ không có nói lo hay cả, Vũ chỉ đưa những cái góc nhìn của mình, đưa cái chất lượng âm thanh mà theo đối với mình nghe, mình đưa cho khách hàng thôi. Còn việc các bạn chọn con nào phù hợp với các bạn thì bạn phải là người trực tiếp. Còn nếu bạn đã tin Thiên Vũ review con này thì bạn ủng hộ Thiên Vũ thôi. Và trước giờ Vũ review những một số loa các bạn là nhiều khách hàng, Vũ đưa ra những góc đánh giá rất là chính xác cho khách hàng. Đấy, ok, như vậy là mình đã review xong tính năng của con loa này thì cũng khá đầy đủ. Pin thì nó xài được khoảng tầm 6 tiếng 8 tiếng, nhưng mà tùy thôi các bạn, vấn đề pin á. Thật ra luôn cảm ơn của các bạn thì các bạn lưu ý như thế này: khi mà chúng ta sử dụng một công suất liên tục á thì thời gian pin sẽ ngắn lại, và công suất lớn nha. Còn khi mà chúng ta mà sử dụng mà với âm lượng nhỏ, chúng ta xài 8 tiếng 7 tiếng bình thường không vấn đề cả, thì nó tùy theo cái âm lượng mà chúng ta xài nữa, thì thời gian pin nó sẽ không cụ thể đâu. Các bạn đừng có tin hãng, cũng là người bán nhiều và biết nhiều nên rất là nhiều hãng mình đã check rồi, nên thật ra tùy theo cái phần đó nữa các bạn đó. Rồi, ok, ở đây là phần này là phần sạc điện thoại cho các bạn luôn nè. Chúng ta kết nối Bluetooth bỏ lên đây, bỏ điện thoại trên đây, ví dụ vậy, kết nối micro để lên đây cũng rất là tiện. Và con loa này rất là nhiều phụ kiện đi theo, nó có một cái nắp để dành riêng cho micro nữa, nó có túi nữa, nhưng mà mình sẽ làm một cái túi gì cho chuyên nghiệp. Và con loa này á, khi mà chúng ta hát micro sure á hay sen á mà có dây á, rất là nhẹ, tiếng rất là thoát, tiếng mid và tiếng high rất là đẹp, dày tiếng á, rất là dày. Nhưng mà để mà hát karaoke á thì vẫn là một cái mid, đó là mid pro Summit E1 của Vũ, vẫn là khi mà chúng ta chỉnh chế độ không, nó vẫn có độ nhạy cao, độ thoát cao, nó vẫn hát nhẹ nhàng hơn và nó có echo. Thì chúng ta có tận dụng giữa reverb này và cái echo của trên Summit E1 là bộ ghép, các bạn có thể vừa hát karaoke được và vừa hát chuyên nghiệp được, rồi nó hài hòa, nó trung tính ở việc đó. Thì cái này mình sẽ ghép với combo E1. Hiện tại mình chưa có kế hoạch là event gì, mình mong cái video tới mình sẽ làm một event gì đó cho khách hàng reorder. Các bạn theo dõi Thiên Vũ và theo dõi web trên website thì Vũ sẽ làm một cái event đó ưu đãi đặc biệt dành cho những khách hàng pre-order con này với những khuyến mãi hợp lý. Và giá thì hiện tại là Vũ cũng chưa có nắm được chính xác, nhưng Vũ sẽ nhận một cái khoản là vừa phải, thì để cho khách hàng hưởng được những khuyến mãi đó.
Còn khi nào về các bạn ví dụ thấy giá thành nó quá cao thì bên Vũ hoàn cọc cho khách hàng một cách rất bình thường và vui vẻ bình thường ha. Các bạn được yên tâm vấn đề đó ha. Chẳng qua các bạn đặt cọc các bạn lấy được cái ưu đãi thôi, chứ còn Vũ cũng không cần bạn đặt cọc nhiều đâu. Đấy, nên như vậy thì Vũ muốn đưa cái sản phẩm này cho những khách hàng mà trông chờ và thích sản phẩm này và nôn nóng và muốn thích cái cảm giác được sự chờ đợi, giống như Vũ chờ đợi con này cũng đã khá là lâu rồi, cả tháng rồi. Đấy, được cầm trên tay nó mình rất là thích, mình rất là vui. Đấy. Và ở đây á, con này á, nãy giờ Vũ chỉ nói về tổng quan và theo cái góc nhìn là Vũ đang tư vấn cho các bạn, bạn là người khách hàng thôi. Rồi bây giờ mình nói về thông số kỹ thuật nè. Thì con này nó có một phần này nè, để chúng ta bảo vệ được khoảng này. Chống nước. Khả năng chống nước con này là IPX43. Khả năng chống nước các bạn. Đó, đó là khả năng chống nước. Đó. Rồi. Rồi Vũ, mọi người chờ Vũ xíu, Vũ sẽ đọc cái tham số chính xác các bạn nhé. Đối với Vũ thì con này Vũ nghe cái phần bass á, nó thoát, cái bass nó rất là sâu. Đối với mình nha, sâu hơn cả bồ. Rồi. Mình không phải là có sản phẩm mới mình review bao nhưng để bởi vậy Vũ mới nói là các bạn nên đến showroom các bạn nghe hai cái, các bạn có một cái góc đánh giá riêng của mình, tại vì mỗi người mỗi gu nghe mà. Vũ chỉ đưa mang tính chất tham khảo cho các bạn thôi. Đây. Thì bạn có thể quay trên đây. Bạn cameraman có thể quay đây trên đây giúp mình. Đây mình đang ở trang web chính của Electrovoid, đọc tham số đương nhiên là tiếng Anh thôi nhưng mình hiểu. Và con này cái công suất của nó là 100 SPL của nó là 121 dB. Như vậy là công suất mà remote hoạt động mà liên tục mà không ảnh hưởng đến loa thì là 115 dB ha, là tương đối là lớn nha các bạn. Đó, và thời gian pin này các bạn thấy không, nó ghi là để up to 12 tiếng nhưng Vũ chỉ nói các bạn là 6 đến 7 tiếng thôi. Vũ review trong cái phạm vi an toàn cho khách hàng, giống như cái lời nói mình nói ra thì nó phải nằm trong chắc cú, nên mình Vũ cũng không tin mấy ông hãng này lắm các bạn. Mình bán hàng thì mình biết là hãng này cũng lớn chứ không phải là hãng nhỏ, hãng này rất là lớn đó. Nhưng mà được người dùng tiêu dùng cuối mà xài ở Việt Nam thì nó được ít hơn, nhưng mà trong giới mà nghệ sĩ hay những giới chuyên môn thì cái hãng này rất là nổi tiếng đấy. Rồi nó có app control wireless nè, đó, chống nước nè, IP43 nè, nghe chế độ nghe không dây stereo giống như Bose luôn mà cũng bằng app luôn các bạn ha, wireless không dây nghe stereo luôn, hai con các bạn hết nào. Và đặc biệt con này hơn á chính là nó có phiên bản màu trắng và màu đen. Tại sao Vũ nhập về màu đen thì Vũ nhờ anh Hải là mua màu đen và nhờ anh Phong mua màu trắng, mà màu trắng hiện tại chưa có về. Nhưng mà về góc độ nhìn đẹp ấy, màu trắng nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó sang chảnh hơn. Nhưng mà logo nó cũng đẹp hơn. Nhưng mà về tại vì nó là mang tính chất là loa di động thì chúng Vũ khuyến khích á, các bạn không nên mua màu trắng, nên mua màu đen thôi. Nếu mà chúng ta di chuyển nhiều, còn những khách hàng muốn nhỏ gọn mà để trong phòng mà gọi là căn hộ mà để cố định hát á, thì chúng ta chọn màu trắng nhìn nó phù hợp với nội thất, nó sẽ đẹp. Đấy, đó là Vũ tư vấn luôn cả cái môi trường mà sử dụng luôn cho các bạn. Đấy, đây thiết kế của hãng các bạn. Đó, micro Vũ nói nè, đây là phụ kiện nó bán thêm các bạn. Chúng ta để chúng ta không cắm điện của con micro này, những micro này chúng ta cắm vào rất là hay. Đây màu trắng các bạn, đẹp quá. Rồi, các bạn thấy không? Đẹp chứ bộ, nhìn độ hoàn thiện quá cao. Hoàn thiện rất là đẹp. Chúng ta cầm trên tay rất là đầm tay. Rồi, bây giờ mình nói về cái con này, như nãy mình nói về phần bass, nó sâu đúng không đây? Khi mà chúng ta đánh ở dưới 3 dB thì cái con này nó sẽ cái bass nó sẽ xuống sâu được 60 Hz, nhưng mà chúng ta dưới 10 dB nó sẽ xuống tận 50. Nhưng mà đối với Vũ cho các bạn thì con này khi mà maximum của con này để nghe tiếng mà tròn nhất thì nó sẽ rơi đâu khoảng tầm 70% thôi. Thì tiếng bass nó còn tròn tiếng, nhưng mà chúng ta sử dụng 75-80 trở lên đó, thì tiếng bass nó sẽ bị tiếng chép đè đi và nó bị tiếng bass nó sẽ không còn sâu nữa, không được mềm nữa và nó sẽ bị cứng hơn. Đó, Vũ review rất là rõ ràng cho các bạn nha, tức là cách dùng chúng ta chọn thì tùy theo cái gu chúng ta nghe thôi. Chúng ta mở nhạc EDM thì ở vừa phải thì nó hay, còn mà mở quá lớn thì nó vẫn không ảnh hưởng đến loa gì, nhưng mà nó cách chất nó sẽ bị gãy đi phần giải âm. Đấy thì chúng ta không nên. Và công suất amply của con này là 400W. Đấy. Driver 8 inch. Đây các bạn. Fabric nha các bạn, tự thường thôi nha các bạn, 8 inch. Còn riêng với cái strap các bạn, nail các bạn, strap nail nha. Đấy. Strap nail nha các bạn. Đấy. Đó, nó có rót sẵn hết cho các bạn rồi. Đó. Còn cái chất liệu nữa, nó ghi nè, poly nè. Đó. Khá đầy đủ, trọng lượng của con này 12 tiếng nè. Một cục con này chúng ta xài maximum, đây nó ghi nè, max output nè các bạn, tức là khi mà chúng ta xài công suất liên tục mà lớn á thì nó sẽ là 6 tiếng.
Đó, tính ra là rất là khủng chứ bạn, rất là kinh chứ bạn, nhưng mà mình cũng không tin đâu, mình trừ hao thôi, mình lấy ông này xài mắt mâm tầm 4 tiếng đến 5 tiếng thôi. Thông số hãng thì chúng ta đừng nên tin quá, chúng ta phải trải nghiệm thực tế và bán nhiều vũ mới có kinh nghiệm, mình không tin hãng lắm đâu, mình review cho các bạn theo góc nhìn thật nhất có thể thôi. Rồi, ok, như vậy là con này trọng lượng là bao nhiêu ký? Con này trọng lượng là khoảng 11 ký các bạn ha. Đây. Rồi, ok. 11 ký. Rồi, ok. Rồi như vậy là buổi chiều hôm nay ngẫu hứng review các bạn một sản phẩm loa mới. Phải nói là siêu phẩm đó, đối với Vũ nó là một cái siêu phẩm mà Vũ rất là thích nó. Thì nó các bạn có thích sản phẩm này đến thêm Vũ các bạn trải nghiệm. Đó. Còn bây giờ thì đến cái giai đoạn mình sẽ mở nhạc kết nối Bluetooth cho các bạn nghe và mình sẽ test tiếng mic cho các bạn, alo các bạn. Thử một đoạn ha. Rồi hôm hẹn các bạn cái video lần sau á, Vũ sẽ so sánh nó với Bose S1 Pro trực diện hơn và sẽ test âm thanh khi mà khách hàng đến hát cái con này như thế nào cho các bạn xem nó cụ thể và nó chi tiết và nó chân thật nhất có thể. Về mức giá thì theo Vũ nghĩ nha, nó rơi đâu đó khoảng tầm 20 đến 30 á, chứ Vũ không biết nằm ở đoạn nào. Mà Vũ thông tin như vậy để cho khi những khách hàng mà có muốn reorder những cái chương trình khuyến mãi của Vũ á thì sẽ biết là dao động là con này nó sẽ bán giá đâu từ 20 triệu cho đến 30 triệu. Chứ giờ Vũ không biết chính xác được. Và thời gian có hàng cũng vậy, Vũ chỉ ướm được thôi, là ước chừng cho các bạn đỡ trong mong thôi. Chứ còn Vũ không phải là cái người quyết định là giá và Vũ không phải là người quyết định về cái thời gian mà nó có hàng tại Việt Nam. Đấy. Mà mong mọi người là những video mình review rất là rõ ràng cụ thể cho mọi người ha. Rồi bây giờ mình đến phần test nhạc cho mọi người cùng xem. Ok, mời các bạn cùng xem. Yêu là lòng vẫn quang, nhớ hay thương một chiều thu hương, do em đưa sao sạc che cửa, lá rơi 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 tà tơi. Yêu là tình dân tâm hồn, nhâm ai đêm nào bên nhau. Như vậy là Vũ đã test nhạc cho các bạn xem về chất lượng con loa này, thì các bạn có đánh giá về cái con loa này như nào, hãy cùng để lại và chúng ta cùng thảo luận ở phía comment bên dưới. Và link sản phẩm và link chương trình khuyến mãi Vũ để ở bên dưới bình luận, các bạn có thể click vào link đó để chúng ta tham gia vào những cái chương trình của bên Thiên Vũ. Nếu các bạn thấy video chia sẻ review một sản phẩm đầy đủ chân thật chi tiết thì đừng quên bấm like và share. Vũ sẽ làm nhiều video hay hơn cho các bạn cùng xem. Bye bye.